Đó, đây là lúa của anh Vũ ở Gò Pháo, xã Hưng Đường B, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. À, anh Vũ này là đây mấy năm rồi Vũ? Mình như là 3 năm rồi thôi. Dạ 3 năm rồi. À, anh Vũ đó làm 3 năm phân công nghệ sinh học hiệu con người. Hôm nay lúa 38 ngày rồi, chuẩn bị đón đồng. Hôm nay xịt mấy lần sâu Vũ? Mới có một lần xịt ngừa chứ không có sâu. Gì. Nay 20 ngày mình xịt ngừa cho sâu lá. 38 ngày nhưng mà anh Vũ mới xịt ngừa chỉ một lần sâu thôi. Với nó giảm được cái sâu bệnh. Lúa rất đẹp. Đồng thời cũng đồng bờ bên đây xịt nhiều hả Vũ? Dạ đây cũng 4 năm cử rồi. Gặp bờ đó nhưng mà tôi xịt 4 năm cử. Còn bên Vũ đây thì chỉ xịt mới có 1 cử thôi. Vũ thấy cái màu phân công nghệ sinh học lười mình nó khác không? Cái dạ. cái màu vàng vàng tranh vàng mỡ gà. Dạ. Còn bên đây nè, nó đậm đậm đen. Đồng thời cặp bờ đậm đen nhưng mà này nó lượng sâu cũng nhiều. Để rải cái này vô nó xanh đậm, sâu nó ăn bệnh nó nhiều hơn. Đó. Đồng thời con thấy hai cái miếng ruộng thì hai cái màu lúa nó khác nhau. Đây để giảm sâu bệnh hơn bên kia hai cử rồi. Làm tổng cộng của mình vô này hết nhiêu mẫu vô? 15 mẫu. À, anh Vũ ở Gò Pháo, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An để sử dụng phân công nghệ sinh học hiệu con người đã 3 năm, đó là 15 hecta. Đã làm đạt rồi cho nên anh Vũ tiếp tục sử dụng phân lười. Màu vậy là mình thấy nó ok rồi. Dạ.